Rãnh nước nhỏ này trước đây là 3 mét mương thoát nước của gần một nửa thôn Ngọc Bảo. Thôn và xã đã có biên bản ký kết mọi người không được sử dụng vào mục đích khác và đã có ký kết của những gia đình có liên quan. Thực tế hiện nay, mương thoát nước đã bị lấn chiếm. Phía ngoài gần như không còn chỗ cho nước thoát. Công trình lấn chiếm này đã có văn bản phá dỡ của xã, huyện quyết định phá bỏ. Quyết định của Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lôi số 51 ra ngày 5 tháng 8 năm 2015. Quyết định kết luận trường hợp xây dựng công trình trái phép lấn chiếm đất giao thông, thủy lợi của hộ ông Tình, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lôi đã lập biên bản vi phạm, nhiều lần nhắc nhở, đình chỉ xây dựng và yêu cầu tháo dỡ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lôi trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Trình và yêu cầu họ ông Nguyễn Thanh Tình tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép lấn vào mương thoát nước của làng. Thời gian thực hiện tự tháo dỡ là 3 ngày kể từ ngày gia đình ông Tình Hằng nhận được biên bản. Nếu hết thời gian quy định mà họ ông Tình không chấp hành tự tháo dỡ công trình thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Biên bản này do ông Nguyễn Ngọc Sơn, chủ tịch xã Sơn Lôi ký. Nhưng thực tế, từ đó đến nay công trình này vẫn tồn tại. Trong dịp mưa lũ vừa qua, xã Sơn Lôi có tổ chức cưỡng chế trong khu đất của nhà bà Trình. Nói là cưỡng chế nhưng thực ra phải nói đây là một vụ xâm phạm bất hợp pháp tài sản trên đất hợp pháp của nhà bà Trình. Bởi nếu là cưỡng chế hoặc giải tỏa thì phải có văn bản quyết định của cấp có thẩm quyền. Nhưng trong trường hợp này, khi những người nhân danh chính quyền Sơn Lôi đến thì chỉ là một nhóm vài chục người mặc quần áo công an viên, không có chỉ huy, không có lãnh đạo, không có bất cứ một văn bản quyết định thi hành của bất cứ một cơ quan nhà nước nào. Nhìn vào đây thì thấy rõ ràng là cách làm việc tổ chức xã hội đen, chứ không phải là cách làm việc của bộ máy chính trị của nhà nước xã hội chủ nghĩa.